Ba mẹ chúng ta là tiếp tục đến với một ngày mưa ở ngoài đời thật của mình nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ tập cái series mới sinh tồn mặt khác mọi người. Và sau một ngày mình ra thì tiếp tục nhau với mọi người. Rồi có không hợp nhau với mình nha. Tiếp tục nhau là sao được ăn đẹp mọi người. 16. Cũng không phải. Cũng không tòi vậy. Dùng cái logic giống như trong MyFBC đó là một đôi khi một máu nó sẽ hay hát cho một cái đùi gà cho hôm đó bạn nha mọi người, rất là chưa khó. Và mình muốn nói với bạn đều là lúc mà mình tốt cái tập trước đó thì mình có đi mà hành chút nữa thì lúc đó trời tối thì xong nó ngủ thì lúc đó là mình có mang thẳng một đường. Sau đó tự nhiên là mình thấy có lava rất là nghĩ là có cái hàng đó, bây giờ mình sẽ đưa nó cho bạn xem nha. Không xa đâu, chỉ khoảng trăm mấy mét thôi. Đây, sắp tới là đến một cái này. Đây, chỗ này. Đây, ngay chỗ này mọi người, đây là một cái hồ lava. Chúng ta ở đây chắc chắn phải có một cái hang này. Anh đào đường sang đây. Bên trong là ta phải tìm được cái đường đi ra. À mình thấy nghe rồi,
55 độ. Đánh cái nga và luôn. Ôi, đây cũng có cái sản mới nằm. Nói cho mày là cầm được lên. Là ơi ơi. Nó quá lắc mà mày à. Cái kỳ đúng là lắc. Ok, sẽ đi xuống lại nha. Ok, mình đã ra cái hang đó đây. Bây giờ chúng ta sẽ bây giờ cho cụ em đào hết nốt rồi tự nhiên anh đào mà bị lắc từ lava đốt cái hình như mà không hiểu nào hết nào rồi đây à đây cái cho mày bị lắc nè đó. Ok, mình sẽ đào hết rồi nha. Chúng ta có gỗ và có sắt đen nên chúng ta sẽ làm được một bàn chế phẩm như này. Vấn đề là cái vấn đề lắc nó có cho phép mình chế tạo đồ không đó là một chuyện nữa mọi người. Ok, mình sẽ làm một cây cúp sắt. Nó tiết kiệm kim cương mọi người nên mình sẽ làm cái sắt này. Trong hang nó dễ tìm khoáng sản hơn mấy chỗ cho mặt đất ha, đào kiểu 2x2 mà. Bắt đầu mình làm nè. Ok, đây mình về nhà mình cắt vài thứ cái đã mọi người. Mình sẽ quay lại chỗ này nghe nha. Đúng chỗ này luôn nha. Ok, mình đã quay lại đây mọi người. Và ta sẽ làm tí cái đống khoáng sản này. Đã dọn bóp được cái đồ mình nè. Mình sẽ làm tiếp nha. Ok, trên đây vẫn còn cái viên hang nữa nè. Ok, giờ đây là bãi bay cũng có viên hang mà mình sẽ đào hết luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái hang này mọi người. Ui, nó ngập hỏi. Ta phải cầm nước mở ước mạnh nha mọi người. Để chấm qua dịch sử băm kia luôn. Okay. Cái này chúng ta sẽ có nhiều dụng cụ sắt hơn đây. Và mọi người nhìn đây. Đằng này vẫn có sắt. Ở dưới đây phát sáng có lava mọi người.
mà con thế này. Ở đây cho ba thấy là có một lần về. Xếp vô ok em đã đào hai chỗ này mà sẽ gần một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá tiếp cái này nghỉ một ngày này, tại vì cái này nó không có gian hết gì nè. À và trước khi mình đi giờ mình sẽ đào cái cho bác này. Không thường có nhiều trường hợp là kim cương nó sẽ giấu dưới bông lava thì mình ba hơi đào lên sau đó mới tìm thấy lava thì mình lắp lại tiếp mọi người. Cho ba mẹ xong hộp đấy.
game mà sao còn ê bà không? Còn bây giờ bạn ơi.